Hello và xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với series Ngọc Rồng Online của mình. Hôm nay thì mình đã quay trở lại với anh em và với một diện mạo mới hoàn toàn. Thằng điện tử này các bạn đánh con lông thế. Rồi về nhà đấy. Rồi, thì mỗi một diện mạo hoàn toàn là mình được bạn đào quân giúp rất nhiều trong cái sự kiện ngày hôm qua. Đó chính là sự kiện nhân đôi sức mạnh. Thì bây giờ mình đã có được 29 triệu 800 nghìn sức mạnh và trở thành siêu thế gia cấp 2 và có áo lông xe da, quần vải thô, găng vàng, giày cao su, radar cấp 3, nón Noel xám, giáp bổ huyết các thứ. Ok thì có rất nhiều đồ ở đây, thì bây giờ có những kỹ năng mới nữa, sức đánh cũng 500 rồi. Thì chúng ta cũng rất cảm ơn bạn Đào Quân đã hỗ trợ mình rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đánh 30 con bu lông để có thể hoàn thành nhiệm vụ này nha. Bây giờ mình sẽ gồng gồng lên. Rồi. Và bây giờ mình sẽ đánh thử test con này trước. Đấm phát. Ui, đấm cực kỳ khỏe luôn. Đấm cực kỳ khỏe luôn anh em ạ. Rồi. Và đây là tuyệt chiêu Atomic. Cú bắn Atomic. Rồi, bây giờ tuyệt chiêu hóa khí. Hello. Rồi, có khi đấm cực kỳ nhanh luôn. Có khi đấm cực kỳ nhanh luôn anh em à. Con bù lông này đây, 30.000 máu đây, tao đấm luôn. À, mình có một chiêu nữa là tự nổ. Đây, chiêu cuối đây. Chiêu thứ tư tự nổ, giống như Vegeta. Tự phát nổ luôn. Nhưng mà lúc nào chúng ta sẽ thử cái skill này sau. Bây giờ thì mình cũng phải làm nhiệm vụ đã. Rồi. Ui, gồng kinh thật. Có khỉ được ghê đấy. Đấm quá rất là nhanh. Ok. Rồi. Có bù lông đây mà. Tôi tiêu diệt bù lông. Đánh từ nãy giờ không được con nào ta. À, phải cúng ít nhất 2 thành viên ở trong bang để đánh con này. Hóa ra là phải có thang bang. Bây giờ mình sẽ test sức mạnh của con này xem nha. Test sức mạnh của con bu lông này. Con này, con của mình cũng ghê đấy chứ. Phải có 2 thành viên trong bang mới được. Xong rồi con ukelele, quỷ mập. Khá là nhiều. Đang bổ huyết các thứ nữa. Bạn cho mình rất là nhiều. Tuyệt vời. Mình chiên đinh ở đây tí cũng được. Để chúng ta có thể xem sức mạnh của mình tới đâu. Tí ở trên. Ok. Không tặc. Con này rất là đơn giản, khi mà anh em hết máu ấy thì anh em có thể gồng skill lên đó, nó sẽ hồi phục máu và ki cho anh em, không cần phải sử dụng đậu thần nữa. Đánh cái bu lông tăng 5.000 sức mạnh phát ghê thật. 30 triệu rồi. Gồng lên á. Ok, gồng lên. Rồi, quất tiếp. Cái bạn này level bao nhiêu mà bạn lên ra đây với mình nhỉ? 8 triệu sức mạnh.
đâu ạ. Không thể thách đấu luyện tập lúc này nhỉ. Mình thì xem đi võ đài sinh tử với cả xem trạng thái này nó sẽ mạnh như thế nào nha. Võ đài hạt mít. Võ đài hạt mít nào. Ok. Và hạt mít. Let's go. Ok, chúng ta đã đăng ký thành công. Và bây giờ thì mình sẽ đợi một chút để có thể lên được võ đài của bà Mít để đánh nhau. Ok, hai đối thủ đang đánh nhau rất là kịch liệt. Đang vận kỳ các thứ. Anh em có để ý có rất nhiều chủng tộc Sai Gian đấy không? Có một bản trái đất này. Sáu triệu xong rồi. 25 triệu. 12 triệu. Piccolo đang solo với cả Dracula. Lâu vì mỗi phát như là đánh phải 5 người mà mình số tự 5 hơi lâu đấy. Mãi chờ lên mình lên đài vợ ơi. Game action. Ủa, biết hả? Hello em. Không biết ông nào đây? Kênh YouTube, ok đúng rồi đấy. Bạn nào bắt gặp mình thì sẽ được lên clip thôi. Còn bây giờ thì để xem thanh niên đánh nhau như nào đây. Chưa đến lượt mình kìa. Này hơi lâu. Hmm.
Chờ hơi lâu đấy. Nào, cho tôi lên đài đi. Tôi lên đài đi. Trời ơi, chưa đến lượt tôi lên nữa. Để thằng Dracula nó hút máu hoài vậy. À, hơi lâu đấy, ông cái cây chung Z này hơi lâu. Tiêu sinh lý mãi chưa đến được mình nữa. Cái thằng có bao giờ khán giả đứng dưới mà chê cái thằng ở trên không? Thằng đứng dưới đó, bọn đứng dưới đó chê cái thằng ở trên là yếu sinh lý. Đánh mãi không chết thằng Dracula. Buồn cười thật. Khổ thân. Ở bên server cũ thì mình đánh tí là chết rồi. Nó mới hút máu thế này thì đánh cái gì. Ok, và chờ đợi mãi thì mình cũng lên đài rồi. Nào, Dracula. Ông kia mình đấm mấy cái đây. Quá khỉ nào. Quá. Mày, mày. Ôi, nó hút máu mình kìa. Mày hút tao á. Mày hút tao á. Ủa, đấm mày kinh thật. Đúng là sức mạnh của khỉ của khác. Nó lại hút máu mình kìa. Bựa thật. Nhưng mà sức mình đánh mình khỏe hơn. Máu ngon quá này. Nghe tăng hình. Khỉ một. Mấy ông ấy đang nhìn mình quá khỉ. Bật nội công. Người vui. Đâu rồi? Cố lên này chàng trai. Mấy ông ấy ở dưới cổ vũ ạ. Bữa thật. Rồi, bông băng à? Sẵn sàng chưa? Rõ ràng. Ôi mình bắn nó này. Trở lại hình người rồi. Con trâu thật đấy. Nào, final explosion. Hy sinh. Bạn đã thua. What the fuck? Ok, thì mình đã thử cái trường cuối của mình và mình đã đúng là giết được thằng bố măng nhưng mà mình cũng tử luôn. Rồi thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.